Ba khen câu nào dài dài cho con nghe con vui coi. Đây là lần đầu tiên con nấu á. Ba phải khen con nồng nhiệt con mới nấu tiếp. Biết rồi, nhưng mà bây giờ con kêu nói liền á thì làm sao mà ra lời dài cho con. Nên phải cho ba thời gian á để ba soạn văn bản được con được chưa? Ăn nữa đi ba, còn đồ ăn mà chưa nhiều quá. Có cậu Hiếu tới chơi. À vậy hả, cảm ơn chị. Ra tiếp anh Hiếu đi con. Thôi để con dọn dẹp. Được rồi, để cho chị người làm chị dẹp cho. Đi nhanh lên. Dì Tư dọn giúp con nha. Dạ chào bác. Chào em. Tiếc quá, hai cho con bác mới vừa ăn xong. Chứ nếu không thì con qua sớm là con sẽ được thưởng thức món ăn của con Linh nó nấu nè. Wow, Linh cũng biết nấu ăn nữa hả bác? Nè nè, không có khen thì đừng có chê nha. Ai nói em không biết nấu ăn chứ? Linh á, nó nấu thì được. Dạ. Nhưng mà ăn được hay không đó là vấn đề đó con. Ba này kỳ quá à. Sao ba lại dám hạ nhục con gái ba trước mặt người ngoài? Con giận ba luôn. Linh coi vậy chứ tính nó còn con nít lắm. Dạ. Uống nước đi con. Dạ dạ, cảm ơn bác. Ủa mà sao hôm nay con qua bất chợt vậy? Rồi sao không gọi điện báo cho bác biết? À dạ, dạ thưa bác. Dạ, tại vì con có đi tìm hiểu thông tin ở một số trường đại học mà bác nhờ con á. Thì sẵn tiện con ghé ngang đưa bác tham khảo luôn. Bác phiền con quá. Dạ không sao đâu bác. Cái này thì bác có làm chi, chủ yếu là con Linh kìa. Dạ. Nè con, trong chuyện này á, con là người đi trước, con lại có kinh nghiệm. Bác nhờ con chỉ là cho em đó nha. Dạ. Nó mê cái ngành này lắm. Vậy để con gửi cho Linh tham khảo nha bác. Ừ. À, con nè, bác phải nhờ con tư vấn thêm đó. Con coi đó, mấy bữa trước đưa cho nó một mớ mấy trường học để cho nó tham khảo, mà nó có thèm coi đó con. À, vậy theo như con á thì bác nên chọn cái trường này cho Linh đi. Bởi vì hồ sơ của con lúc trước ở cái trường này á duyệt rất là nhanh, mà cấp visa cũng không mất nhiều thời gian. À vậy hả con? Dạ. Linh ơi. Dạ. Ra bà biểu nè. Dạ. Bà biểu, bà biểu. Nè con gái, anh Hiếu đó, anh quan tâm tới con lắm đó nghe. Anh biết á là con thích cái ngành thiết kế thời trang nè. Đó, cho nên anh đi tìm hiểu cho con đó. Đọc đi. Hey. Em xem thử đi. Vui gì? Chờ chút. Ba đi công chuyện chút nghe con. Ba đi đâu? Thì công ty ba có chuyện cần ba phải giải quyết đó mà. Ở nhà có gì không hiểu thì hỏi anh Hiếu. À, Hiếu con. Dạ. Có gì tư vấn cho em đó nha. Dạ bác đi cẩn thận. Ừ. Lấy xe qua đón tôi liền. Em, ba em đi công chuyện mà, có gì đâu mà lo dữ vậy? Anh biết gì mà nói lo chứ không lo. Trước đây á, em chưa bao giờ xen vào công chuyện của ba em hết á. Lúc nào cũng để ba lo cho em. Em không giúp được gì cho ba, em cảm thấy em có lỗi quá. Cái quan trọng á là em đừng làm cho ba em buồn là được rồi. Ba em thương em lắm đó. Ba em lúc nào mà không vậy, lo cho em lắm. Bỏ qua chuyện đó đi, tập trung vô chuyện này nè. Đây, anh đã tìm kiếm ở một số website về các trường đại học nổi tiếng ở bên nước ngoài á. Với lại anh hỏi tham khảo ý kiến của bạn anh, những người đã từng học ở những cái trường nổi tiếng này nè. Họ nói cái trường này rất là tốt. Khi mà em học trường này á, em sẽ có bằng thạc sĩ về thiết kế thời trang, và đó là ngành em yêu thích. Mấy cái này em tự tìm được mà. Vậy là em đã quyết định đi du học rồi hả? Để em đọc qua chút cũng được. Mai. Bạn em kìa. Ờ biết rồi. Lại đây, lại đây. Nè, lịch sự đi. Xin chào. Ngồi chơi. Ờ, sao cũng ngồi kế tôi nữa vậy? Sao trời. Ngồi ngồi ngồi. Anh ngồi đi. Em ngồi đi. Bữa nay ngồi ăn chung với nhau nữa ha. Cái con này đừng có hiểu lầm nha. Đi chung á là để giải quyết ân oán cá nhân thôi. Gì ân oán cá nhân nghe ghê quá vậy. Thôi thôi, đừng nghe lời con quạ đen này nói. Ê, dùng tôi thiện. Em cũng không biết. Dù sao Mai cũng mới hàn gắn lại với Hùng, cũng nên có chút thời gian dành cho nhau. Lần này coi như một công đôi chuyện, coi như tao giúp mày đó nha Mai.
Hiểu á. Gì cười một mình vậy? Hiểu rồi. À, cuối tuần này á, hai người có rảnh không? Chi vậy? Kìa. Kìa. Có chuyện gì không anh Bách? Kìa, người ta hỏi. Xong chuyện đó đi. À, hai người làm ơn giúp giùm đi. Hai người mà không giúp á, có người bị cạo đầu khô đó. Làm sao? Ôi dạ. Thì nói đi. Không có chuyện gì hết. Mẹ tôi tổ chức từ thiện á, mà rủ càng đông nhiều người tham gia càng tốt, khám bệnh cho mấy em nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa đó. Nếu mà không lo được các mẹ tôi cạo đầu, mà tôi mà bị cạo đầu tôi cạo đầu khô vậy luôn. Vậy hả? Mai, không phải mày nói với tao là mày muốn làm từ thiện lâu rồi hả? Mà tại vì bận quá chưa có cơ hội, giờ có cơ hội rồi đó. Nhưng mà tao... Nếu có điều kiện á, em đi đi. Anh Hùng, anh rảnh không? Anh đi chung luôn cho vui. Nhưng mà hồi nãy anh nói, á, là chỉ cần bác sĩ khám bệnh thôi mà. Bác sĩ gì? Đúng rồi. Bác sĩ gì? Có nói không? Đâu có đâu. Anh Bách anh nói á, ý là ha, quan trọng là người nào có tâm á, muốn đi thì đi. Tao nè, y tá, đâu phải bác sĩ đâu, cũng đi được thấy không? Với lại anh Hùng á, đàn ông con trai, sức dài dai rộng. Chứ dù như không khám bệnh được á, thì có thể giúp được những chuyện như là lợp mái nhà nè, khiêng đồ, hay là những công việc nào mà nặng nhọc cần sức khỏe là anh giúp được mà, đúng không? Vậy để tao sắp xếp, rồi tao xem lịch coi có rảnh hay không rồi mới đi nha. Sắp xếp xem lịch cái gì? Mày là con tổng giám đốc, ai mà dám nói gì mày? Yên tâm, lịch để tao xếp. Trời ơi. Nè, bây giờ tôi đã giúp ông mời được 3 người rồi đó. Thấy tôi giỏi không? Cảm ơn tôi đi. Trời ơi, bà lanh quá ha. Bà lanh chanh luôn ha. Bà đúng quả đen luôn. Nè, nói gì vậy hả? Ăn đi. Nghe nè, hai người ăn cơm chưa? Tụi tao ăn rồi. Ăn rồi hả? Thôi ăn nữa đi. Lát có gì mình chia tiền 4 người. Ăn đi, ăn đi. Vậy mà mày cũng nói được em nữa ơi, hả? Em ơi, cho 2 cái chén. Anh có muốn ăn nữa không? Nè, thôi ăn canh đỏ trước đi. Hả? Chương trình từ thiện ấm áp nghĩa tình. Bác tham gia chương trình từ thiện, anh được mời tham gia hả? Khám chữa bệnh miễn phí. Tham gia cái gì? Tôi tổ chức. Mẹ tôi là xin được tài trợ của những mạnh thường quân đó. Giờ làm mấy chương trình này nè, giờ bắt tôi ghi mấy thiệp mời làm giết mệt gần chết luôn. Hay vậy? Dạo này làm từ thiện nữa ta? Làm đâu làm. Tại mẹ tôi á, mẹ cứ nói đi tôi đi chơi, đi chơi, đi bời hoài. Bắt tôi làm này nè. Còn hả, không làm là phải cắt viện trợ. Tôi thấy mẹ Bách nó đúng đó. Lớn rồi, phải phụ giúp mẹ chứ. Không lẽ Bách muốn là lông nhau đi chơi hoài sao? Thì chơi chơi, chứ chán làm. Có gì đâu dễ ẹt. Hết nói nổi Bách luôn. Ủa, ngày nào vậy? Thứ bảy này đi, chủ nhật về. Ê, Bảo đi không? Đi nha. Được. Hay quá, mà nói chứ đi nè. Là sao? Tạo dáng. Nhớ nha, thứ bảy này, đúng 7 giờ. Nhớ đúng giờ á. Tôi biết rồi. Thôi, để tôi phụ viết thư mời cho. Phụ viên, tôi đọc danh sách cho. Số 2 nè, tên Năng Hậu Nguyễn. Tên đầy đủ Nguyễn Tài Năng. Trời, nguyên nhà danh sách này chắc đọc cười hoài luôn. Xong rồi nè. Rồi tiếp tục. Trời, công nhận chữ bác sĩ tôi quắc, thì gốm. Trời, nhìn như mấy con trùng bò lằn quằn. Bạn viết đi. Không, ý bên nói là ráng câu thì cũng được. Nguyễn Tài Nu. Thử với lời từ khác đi. Trời này kỳ quá. Đọc tên đi. Gò gò lấy đi. Anh Hai, sắp tới giờ mà sao anh Tư chưa tới nữa anh Hai? Chưa tới giờ mà mày lo cái gì? Chắc chắn tên Trùm sẽ tới chứ. Anh yên tâm, nguồn tin từ người của chúng ta chính xác. Anh em về vị trí hết chưa? Đừng manh động và làm mất con mồi. Rõ. Anh Hai, tụi nó tới rồi kìa. Thấy rồi, không có đuôi. Sao, đại ca tụi mày đâu? Chờ chút đi, chưa tới giờ mà.
anh tự tao làm việc thì tụi bay cứ yên tâm. Chưa thức hứa dài bao giờ. Mày thông cảm, đây là lần đầu tiên làm việc, đâu đó phải rõ ràng. Còn lần sau nữa, Philip nói đó là chỉ giao dịch với chủ, không có làm việc với lính như tụi bay. Thôi được, có hàng chưa? Hàng có đầy đủ, chỉ còn chờ anh Tư đến. Một tay giao tiền, một tay lấy hàng. Ok. Kìa, anh Tư tới rồi. Con mồi tới rồi anh. Đi giao dịch mà còn mang mặt nạ à? Nói mật khẩu. 3145. Tôi rất vui được gặp anh Tư. Đây là lần đầu chúng ta làm ăn với nhau nên anh không biết thôi. Ok. Nếu lần này làm ăn kinh tế với nhau, lần sau tôi sẽ ưu đãi nhiều hơn. Vậy thì tiến hành nhanh đi, để tránh bị dòm ngó, không tốt đâu. Hàng đã đầy đủ, anh kiểm tra đi. Đủ rồi anh. Mọi người bên trong nghe cho rõ, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Tất cả đã bị bao vây. Lên. Anh Dũng đuổi theo tên Trùm đi. Ở đây cứ để tụi em lo. Được. Anh Tư, tụi nó bao quanh chỗ chiếc xe rồi, không thể nào ra được đâu. Hay mình đầu hàng đi. Mày khùng hả? Muốn tù một công hay sao? Anh đã bị bao vây. Hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sao mày nói với tao là bố trí con là được mà? Xin lỗi anh, chắc chắn trong nội bộ mình có nội gián của cảnh sát. Bỉm đi. Từ trước tới giờ chỉ có thằng Hai với thằng Hùng là tao tin tưởng thôi. Tụi bay là lũ ăn hại, không biết cái gì hết. Hả? Anh Tư, trời không, có sao không? Điện thoại của thằng đâu? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Hồi chân. Mày em đi. Tư, anh chạy đi, ở đây để em lo. Sao mày cản nổi? Anh đừng có lo cho em, đây là cơ hội để em trả cái mạng lại cho anh, là dịp để em trả ơn cho anh. Anh hãy nhớ thằng cậu này, anh chạy đi. Cẩn thận đi mày. Dạ. Tao đừng chết với tụi bay. Anh em, có lũ đạn. Hết rồi ta. Linh. Dạ. Tới đây ăn sáng nè. Ăn sáng đi con. Dạ. Nay con xuống trễ lắm đó nghe. Ba, hôm qua ba về mấy giờ vậy? Sao con hỏi ba kỳ vậy? Hôm qua ba có đi đâu đâu. Ba đã nói với con rồi mà. Vậy hả ba? Ừ. Hôm qua ba thấy trong người mệt quá, cho nên ba lên phòng ba nghỉ ngơi. Chắc là con không thấy ba cho nên nghĩ ba ra ngoài chứ gì. Dạ, con biết rồi. Sao tự nhiên mà con hỏi ba vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Rồi chuyện trường học á, con chọn được trường nào chưa? Con quyết định rồi, con học trong nước. Không được, học thì phải tới nơi tới chốn. Ba đâu phải là người không có tiền để cho con đi học đâu. Anh Quốc là nơi mà con đã muốn học từ lâu rồi mà. Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ thì khác rồi ba. Bà kêu đi là đi. Con đừng có vì mấy cái tình yêu vớ vẩn gì đó mà bỏ lỡ hết tương lai của mình, nghe chưa? Ba. Ba nói rồi, không có cãi nữa.
cứ quyết định như vậy đi. Có bà mệt, bà lên phòng nghỉ đi. Ba ba có sao không ba? Để con dìu ba lên phòng nha ba. Mấy nay công việc của ba nhiều lắm, ba mệt. Con ăn sáng đi con, thằng Hiếu nó qua giờ đó. Nhưng mà con không muốn gặp anh Hiếu. Linh, Linh, Linh. Ủa Linh, em sao vậy? Dì Tư đi làm việc tiếp đi dì Tư. Dạ, tôi đi nhà con. Cảm ơn dì. Anh tới đây có chuyện gì không? Mấy ngày nữa anh về bển rồi cho nên muốn rủ em đi Vũng Tàu chơi. Anh rủ người khác đi, em không thích đi biển. No, sao em nói kỳ vậy? Hôm trước ba em nói là em rất thích đi biển mà. Bây giờ thời gian gấp quá à. Thôi để lần khác anh mà về nước á, em đi chơi với anh nha. Biết bao giờ anh mới có dịp về nữa. Nhưng mà thôi đi, tất cả do em quyết định hết mà. Thôi nha, tự nhiên lôi em vô chuyện của anh nè. Anh có về hay không em có ép anh đâu. À, anh biết rồi. Ba em không cho phép em đi đúng không? Được rồi, để anh lên xin bác nha. Đừng. Ba em đang không có được khỏe, em không muốn làm phiền ba em đâu. Cái gì? Ba em bị bệnh hả? Anh càng phải lên thăm. Đừng, ba em ổn rồi. Tại ba em làm việc nhiều quá thôi. Trời, sao kỳ vậy? Lúc bệnh, lúc ổn là sao? Dù gì, anh cũng đã từng giúp mình. Nhìn chung thì anh Hiếu cũng không phải người xấu. Sao? Có gì mà suy nghĩ lâu vậy? Thôi được, em đồng ý đi Vũng Tàu với anh. Em nói thiệt hả? Mà có ai đi chung nữa không anh? Anh về đây đâu có bạn bè nhiều đâu. Với lại anh không thích ồn ào, cho nên mình đi hai đứa thôi. Chết rồi, chỉ có mình với anh Hiếu thôi. Nếu mà anh Dũng biết mình đi với anh Hiếu như vậy thì cũng không hay lắm. Sao em? Làm cái gì suy nghĩ lâu vậy? Em với anh đi chung với nhau thì nguy hiểm lắm. Bây giờ để cho công bằng, em sẽ rủ bạn em, anh sẽ rủ bạn anh. Làm gì nguy hiểm? Bộ anh ăn thịt em hả? Nhưng mà thôi như vậy đi. Nhớ phải rủ bạn gái theo nha, không em sẽ không đi đâu đó. Ok, vậy sáng thứ bảy em chuẩn bị đi ha. Anh lấy xe qua đón em. Rồi, bye bye. Linh. Hả? Bây giờ em để anh đứng đây một mình vậy hả? Anh vô nói chuyện với ba em đi. Ba em đang ăn sáng ở trọng kìa. Vậy nha, bye bye. Anh nghĩ là mở cảng rồi. Tại sao lại nghĩ? Anh thấy mình không hợp. Với lại anh mới đăng ký học nấu ăn đó. Vậy hả? Ừ. Là anh muốn học hả? Không, là thằng Dũng nó muốn anh học nấu ăn. Nó muốn anh có nghề gì đó ổn định, đàng hoàng hơn. Em thấy á, nếu mà anh thích nấu ăn, mà anh có thể nấu ăn được á, thì anh cứ học đi. Em nghĩ là Dũng cũng muốn tốt cho anh thôi. Thằng Dũng nói bây giờ nó có công việc ổn định, nó cũng muốn anh có một cái nghề gì đó để nó đỡ anh ái hơn. Dũng cũng muốn tốt cho anh mà. Mai mốt á, anh mà trở thành một đầu bếp giỏi rồi á, nấu nhiều món ngon rồi, thì anh nhớ là dẫn cắt tóc ngắn nữa nha. Sao vậy? Chứ mai mốt anh đừng có nấu ăn giỏi rồi á, cái lúc đó anh để tóc dài, rồi mặc áo đầm, rồi cái Này nè, dám chọc quê anh hả? Anh cũng phải mặc áo đầm đâu nghe. Cái tập về chứ bộ. Mai mốt nhất định đó, em sẽ ăn được những món do chính tay anh nấu. Vậy hả? Mai, tao kiếm mày nãy giờ luôn á. Ngày mai nhớ 6 giờ nghe chưa? Gì 6 giờ, 6 giờ cái gì nữa? 6 giờ xe chạy. Đúng rồi. Rồi, nhớ rồi. Anh Hùng, có anh ở đây em dặn anh luôn nha. Mai nhớ đi nha. Đăng ký rồi không đi kỳ lắm đó. Nè. Gì? Đi chơi với người yêu có cần không nghe điện thoại vậy không? Tao để chế độ rung chứ bộ. Để chế độ rung đi. Rồi ha, bệnh nhân chết hết cũng không biết. Mày làm quá à, trong bệnh viện có người trực chứ bộ. Bệnh viện mà gọi là tao bắt liền chứ bộ. Hiểu rồi. Bệnh viện gọi thì bắt liền, còn tao gọi thì không bắt chứ gì. Uổng công tao lúc nào cũng giúp đỡ mày.
Đúng rồi, mày giúp tao nhiều lắm. Hồi nãy mày vô trễ chút là giúp tao rồi đó. Hả? Hả? Gì? 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 Mai 6 giờ đi kìa. Ờ, gì? Soạn đồ. Soạn đồ đi. Ờ, đúng rồi đó. Quên nữa, chưa soạn đồ, mày nhắc tao mới nhớ. Soạn quần áo nữa. Ừ, đi đi. Ừ. Mai 6 giờ nha. Về chuẩn bị quần áo đi. Mày đi chung đi. Thôi, mày đi đi, mày về soạn đồ đi. Đi lên. Vậy tao về mình hả? Rồi, 6 giờ nha. 6 giờ nha, tao về á. Tạm biệt. Nhớ 6 giờ đó. Mai mấy giờ? Mai 6 giờ. Sao lâu vậy? Bạn em có tới không? Có. Anh đợi chút xíu nha. Sắp tới rồi, cũng còn sớm mà. Anh chỉ sợ là bạn bè em không tới thôi. Ừ, sẽ tới chứ. Anh cứ yên tâm đi, không sao đâu. À mà, bộ anh không dẫn bạn gái anh đi hả? Bạn gái hả? Có một mình em là đủ đuối rồi. Bạn gái chi nữa? Ủa, đừng nói với em là chỉ có ba tụi mình thôi nha. Ừ, ủa mà sao vậy? Sao vậy? Em sợ xui hả? Nếu mà xui á, một mình anh lãnh cho. Anh ngồi giữa anh chết trước cho. Thôi đừng có nói giỡn, kỳ quá à. Sao nhìn em có vẻ căng thẳng vậy? Hình như là em có hẹn với Dũng đúng không? Linh à. Ủa, chỉ có hai người thôi hả? À, không có. Không phải. Anh Hiếu á, rủ nguyên một đám tụi bạn em đi rất là đông. À, mà là để chủ yếu là làm tiệc chia tay anh Hiếu. Mà tụi bạn em hôm nay tới phút cuối tụi nó hồi lại hết. Nó bận, nó không đi nữa. Dũng đã tới đây rồi, tụi mình đi chung luôn đi. Với lại mình cũng có nhiều chuyện muốn nói với Dũng. Cảm ơn anh. Đi rồi đó. Anh ơi, giúp em xong chưa hai con? Chuẩn bị đồ xong hết chưa? Đầy đủ đồ rồi hả? Đi chưa, đi chưa? Tới giờ chưa? Đi đi. Ủa, quay đang tới hả? Sẵn đông đủ đây rồi, thông báo cho thông báo luôn nha. Cái chương trình từ thiện này á là của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình mới đi được. Lần này mình may mắn được nhà hảo tâm Mạnh chịu chi lắm hỗ trợ cho mình một đêm cắm trại miễn phí. Bởi vậy mọi người cứ vui vẻ vui tươi mà làm từ thiện ha. Đi làm từ thiện mà mặc đồ coi như đi diễn vậy đó. Nè, tím là tím qua sim, nón thì nón vàng khè, ba lô thì ba lô xanh chuối. Vô diễn, ta bận gì ta bận, có bận là hên rồi. Nói không nói mà nhìn lên mình đi, nó màu hồng, áo xanh lè xanh lét, dây bóng đồ nữa. Bà đi từ thiện rồi bà đi vô nhà thương điên. Kệ tôi. Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Ủa, có anh nữa hả? Chào. Giờ có gì không? Không có gì. Không có gì thì thôi, hai người ôm nhau, hôn nhau cái làm quen đi. Điên hả? Thì giờ cười với nhau đi, làm từ thiện mà căng quá vậy. Ủa, đi mình hả? Hai người kia không có theo cô hả? Tôi là làm con quạ là thấy ghê lắm rồi, bắt tôi làm con kỳ đà cắn mũi nữa hả? Cô đang là xui xẻo là cô rồi. Còn kỳ đà cắn mũi là nghề chính của cô rồi, sở trường của cô rồi, nói gì nữa. Điên à, nói gì vậy? Nói gì vậy? Trời, tự nhiên đánh bới người ta đánh lộn. Giận mặt với tôi hả? Anh Bảo, anh cũng đi nữa hả? Ừ. Thiệt ra mấy hôm nay em bận quá, cho nên em cũng không có gặp anh. Với lại em nghĩ là Bách cũng là bạn thân của anh, nên chắc chắn là cũng sẽ rủ anh, cho nên em không có gọi anh. Tôi lên xe trước nha. Ê, đứng lại.
lên xe đi. Đi lên xe. Trời ơi, đừng dính mặt cùng đó. Cho tao đi một cái coi. Trời ơi, tránh ra đi. Vô lên xe nè. Đi đầu từ thiện chúng ta lên đường. À, mời anh. Hai người quen nhau lâu chưa? Ừ, cũng không có lâu lắm. Một người cảnh sát cứng nhắc như anh lại có thể yêu thương và chiều chuộng một người lúc nào cũng nhõng nhẽo bướng bỉnh tiểu thư như cô ta thì tôi thấy hơi làm lạ. Linh là một tiểu thơ, lại không biết làm việc nhà. Còn tôi thì quá nghèo, tôi không thể nào đảm bảo được cuộc sống hiện tại của Linh được. Nhưng cuối cùng cô cũng thay đổi được mình, cũng vì tôi. Cho nên là tôi phải có trách nhiệm với cổ. Cái này người ta nói là phóng lao là phải theo lao đó. Vô mời. Nè, xuống biển đi, nước mát lắm á. Hai người đang nói chuyện gì mà mặt nham nhở dữ vậy? Tắm biển đi. Thôi, em cứ tắm đi. Đi, xuống tắm với em đi nha, đi. Thôi, em tắm đi. Vậy là hai người đem tắm biển một mình ngồi đây nhậu thiệt á hả? Anh Dũng, xuống biển với em đi. Được rồi, em cứ tắm đi, anh không tắm đâu. Nè, anh nói em nghe nha. Em mà kêu anh Dũng của em xuống tắm biển á, ảnh mà cởi đồ ra, bao nhiêu cô gái sẽ dây quanh ảnh. Lúc đó em sẽ mất ảnh cho coi nè. Anh hiểu, anh nói quá rồi đó. Anh nói gì vậy? Dạ anh xuống tắm không? Thôi, không thèm năn nỉ, không thèm nói nữa. Nhưng mà em nói cho hai anh biết nha. Hôm nay mà hai anh không tắm biển chung với em á, là không có cơ hội thứ hai tắm biển với em đâu. Ê, em ăn nói cái kiểu gì kỳ vậy? Em làm như là mình không có cơ hội đi biển nữa vậy? Chắc gì lúc đó có đủ ba người. Sao không? Rồi chứ anh muốn ngồi với anh Hiếu, hai anh em nói chuyện một lát. Anh hứa với em lần sau sẽ xuống bơi với em chịu không? Thôi em không thèm nói chuyện với hai anh nữa. Em xuống tắm biển, em tìm người khác tắm chung với em. Mời anh. Mời. Linh là một cô gái hồn nhiên, cô không suy nghĩ gì nhiều hết. Cuộc sống của cô bây giờ quá đầy đủ rồi, không phải lo lắng gì cả. Thực sự thì trước giờ tôi cũng quen nhiều cô gái, nhưng mà nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cô ấy. Tính tình thì bướng bỉnh, ngang ngược, nhiều lúc nói chuyện rất là thẳng thắn, mà thẳng tới mức đau lòng. Anh bây giờ đã tìm được tình yêu đích thực của mình, anh phải biết trân trọng và giữ lấy nó đó. Cảm ơn anh, tôi thấy anh rất có điều kiện, chắc chắn anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
thật với anh là tôi không biết bơi cho nên không dám cứu Linh. Vậy tại sao anh lại rủ Linh đi bơi? Linh rất là thích đi biển cho nên tôi dẫn cô ấy đi biển. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cũng may là có anh, chứ không thì tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Đúng là Linh chọn được một người như anh quả là không sai. Tôi yếu đuối quá đúng không anh? Nhìn thấy anh lao ra cứu Linh như vậy tôi rất là mừng. Mừng vì cô ấy chọn được một người như anh. Vài ngày nữa tôi phải về bên Mỹ lại rồi. Chuyến về Việt Nam lần này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Tôi học được những bài học rất là hay, có được những người bạn rất là đáng quý. Rồi anh tính đi khi nào anh trở về lại? Tôi cũng chưa biết nữa. Bởi vì công việc ở Việt Nam rất khó phát triển ngành nghề của tôi. Anh phải biết quan tâm tới Linh một chút xíu nha. Bởi vì về vật chất á, thì cô ấy không thiếu. Nhưng mà về tình cảm thì cô ấy thiếu rất là nhiều. Thôi tới nhà rồi. Dũng về trước đi. Còn Linh thì để tôi lo cho. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh đưa Linh về giùm tôi. Bà con cô bác chú gì, sau một ngày chúng ta làm từ thiện quốc quả và bây giờ tới giây phút hưởng thụ của chúng ta, mọi người sẽ tự do nướng đồ ăn, sinh hoạt thoải mái, BBQ thoải mái luôn. Thôi giờ mình ăn đi, ăn đi, ăn đi, tập trong ăn uống đi, xong mình no say xong mình ca hát ha. Ăn đi, vui quá. Anh, em để dành phần cho anh nè. Được rồi, bắt ăn trước đi, chúc tụi em. Ê quả đen. Vậy ra nói nghe. Vậy vậy tôi nướng cho bà nè. Cái gì? Trời đất ơi, tự nhiên tốt với tôi quá vậy. Ê, đừng có nói là thấy ở đây nha, khung cảnh quan sơ tối tăm mà có ý đồ xấu với tôi ấy nha. Lỡ mang lời yêu đương sợ em xa lánh biết phải sao bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Má ơi, má tỉnh ngủ đi má ơi. Nghĩ sao tôi bà tới được với nhau vậy trời. Cà thứ ghê quá. Ghê gì? Cái này tại uống khác quá cho bà ăn mà ông Thư bị chích que mình luôn. Trời đất ơi. Thôi không giỡn nữa, tập vô ăn đi nè. Thầy ghét. Bảo Quán à, dạ. Sao vậy anh? Bảo tôm này mà. Trời ơi. Bảo anh à, anh không cẩn thận gì hết đâu. Để em coi. Đúng. Nha. Hết đau rồi. Em được vô là hết đau liền à. Không sao. Nè. Anh nói thiệt mà. Ông uống đi, uống đi. Đi. Vô. Vô. Nóng quá trời quá đất luôn. Vô anh. Vô. Em chơi bích xỉn luôn. Bảo đi đâu vậy? Em cũng không biết nữa. Anh à, nếu mà em biết anh Bảo đi á, chắc là em không đi thì sẽ hay hơn đó. Anh ra nói chuyện với Bảo nghe. Nè, không sao đâu. Giống như hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà. Yên tâm đi. Rồi ăn đi, đồ ăn còn nóng. Em nướng cho mình nghe. Em thử ăn đi. Nó ngon. Phải đừng để nó nguội. Dạ, nướng cho kỹ. Đồ lạnh. Dạ, biết rồi. Ăn với em hả? Vô. Vô đi, vô đi. Vô. Ông cũng muốn đi bắt. Sao không vô trong với mọi người? Ngồi đây mình nguy hiểm vậy. Tôi muốn ngồi đây một... Anh Hùng! Ơi! Anh Hùng ơi! Anh Hùng!
Anh bị té anh không, ơi. Anh không kịp nắm tay ảnh.